Xin chào chưa? Anh đang để ý mình đó. Xin chào chưa? Không thấy được bên trong. Xe anh tới đèn. Để khi sáng mẹ lên mở cửa sổ. Mở cửa sổ cho gió. Chứ nó không thấy được đâu. Cửa kính che lại. Nó chỉ thấy được những người nào mà chạy quá tốc độ. Đậu nè. Ờ mẹ ơi, không muốn đi xa thì mẹ bảo mẹ đậu this way, mẹ đi bộ qua. Nói chung khách mình thì nó dễ nhưng mà mấy cái khách lạ thì nó không được đậu là nó đi thôi. Trời là chữ mẹ là không biết con đường này chứ. Anh một tháng hai vợ chồng ăn 150 ba muốn quỳ giống lại nó luôn á. Ba ăn cái gì? Ai ăn? Là anh ơi nha. Xà men vậy đó, xà men tha đó. Có thấy là anh ơi nha. Nói với chồng nó, hai vợ chồng ăn. Tháng 150 em nghe em tưởng gì tầng hả? Tháng 150 không làm được đâu, nó xạo. Một người ăn 150 nó trên thường rồi. Mỗi ngày á, impossible. Nó xạo. Nhiều khi nó nói là oh my grocery with the như vậy chứ, nhưng mà sự thật còn nhiều hơn, tức là tiền bill grocery của nó. Can you make food for me, please? Đồng một ngày impossible hả? Này 5 đồng một người cho hai người. Nó nói là nó mua ba cái đồ mà nó có mấy cái app, mấy cái giảm giá đó anh. Coupon này nọ. Dạ, giảm đủ thứ hết. Thấy thiệt chứ. Em không tới 5 đồng một ngày. Hai đứa 5 đồng một ngày. Em tưởng một tầng chứ. Tháng. Tháng là không thể được rồi. Ủa, đang làm với cái tivi đi kìa. Mỹ nó tính gì em nói hàng chi đối với tụi nó 2-3 đồng cũng đáng giá. Cái gì đó dư thớ thớ nha công chúa của mẹ. Nó đóng da em bé nữa rồi hả? Chưa. Đâu có con mềm đâu. Con có khỏi trà hoài. Con gái thở dài chứ. Bây giờ nó dài vô. Nó dài làm gì hả con? Con dài vô. Khỏi trà, nó dài lắm chứ không? Nói nè. Đang ngút chứ. Đang ngút vô. Đang ngút vô. Nó dài xuống nè. Nên mẹ em nó mưa lạnh lắm. Ồ, cái dù để quên mà tiệm rồi ha.